the farthest reaches of outer space lies an evil plan. They're racing across the universe for an energy source. Heroes of the world, heroes all unite. They defend the Earth. They defend the Earth. Aliens invading Earth for cocoa beans. Prowl throughout the galaxy. They're coming soon, they're coming fast. I don't know if we can last. So we all need a savior to defend our planet Earth. Sao ngươi dám đặt chân đến hành tinh của ta hả? Còn ngươi là tên khốn kiếp nào? Ta là Baba Zula, người chống lại quỷ dữ, người yêu chuộng công lý. Bằng sức mạnh của sự thông thái, ta sẽ trừng phạt ngươi. Hãy chuẩn bị tinh thần đi. Cái gì? Sao ngươi dám ngủ trong lúc ta đang nói hả? Cái gì? Ta chính là quái vật ngủ mà. Dĩ nhiên là phải ngủ chứ. Quái vật ngủ hả? Ngươi là quái vật ngủ kiểu gì thế? Ngươi đã bị sóng ngủ của ta đánh trúng rồi. Hãy ngủ đi, hãy ngủ đi. Tỉnh dậy đi, Baba Zula. Tỉnh dậy. Sức mạnh quỷ dữ đang cố làm sụp đổ tinh thần của ngươi. Ngươi phải tỉnh dậy, đánh bại quái vật. Ngươi làm được mà. Baba, hãy tin tưởng vào bản thân mình. Ngươi có thể làm được. Không thể tin được. Sao ngươi có thể kháng cự được sóng ngủ của ta hả? Công lý. Công lý không bao giờ ngủ. Ngươi còn không giữ được thắt lưng của mình kìa. Sao đấu được với ta đây? Sao người dám sử dụng ta? Hãy đỡ cú đá của ta đây. Nè, sao cậu lại tắt tivi vậy? Nó quá vớ vẩn. Hả? Vớ vẩn hả? Không có đâu nha. Nhìn đi, trong phim đâu có ai nữa đâu. Cả thành phố bị bỏ hoang. Và cậu biết gì không? Họ cứ phát lại tập cũ không hà. Nè, cậu nghĩ làm phim hoạt hình dễ lắm hả? Chỉ là hoạt hình thôi đúng không? Có gì đâu mà khó chứ. Thật sự khó lắm đó. Phải rồi. Mà thôi, chơi game này đi. Baba Zula Nam. Sự thật ở con hẻm bóng tối. Thiệt hả? Đó là game mới nhất hả? Chơi luôn. Chơi luôn. Bảo vệ chúng tôi, người hùng của chúng tôi, người hùng của nhân loại. La 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 la. Bảo vệ hành tinh trái đất của chúng tôi. La 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 la. Người hùng của trái đất. Người hát cái quỷ gì đấy hả? Tôi đang hát bài của ngài đó, chủ nhân à. Vậy hả? Vậy hát tiếp cho ta nghe đi. Bơi, chủ nhân sẽ đánh bại ngươi. Bơi, ngươi nên cẩn thận đó. Ngươi nên chạy trốn đi. Nếu không chủ nhân sẽ đánh bại ngươi. Oh yeah. Chủ nhân, adudu. Mình chết chắc rồi. Rất xuất sắc. Ta rất thích bài hát này. Cảm ơn chủ nhân. Máy tính, người đâu rồi? Dạ, chủ nhân. Giờ thằng Bo 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 đang làm gì? Có vẻ nó đang chơi game Baba Zula. Baba Zula hả? Chủ nhân, ngài không biết sao? Sao có thể chứ? Sao có thể? Người đang nói cái gì vậy? Chủ nhân, Baba Zula rất nổi tiếng ở trái đất. Sao ngài lại không biết được? Ngài thật là lạc hậu chủ nhân à. Cái gì? Ngài nên bắt chước tôi nè. Nhìn tôi đi.
Tôi có game mới nhất của Papazula nè. Đây là game hay nhất thế kỷ luôn đó. Đưa đây cho ta. Tiểu nhân trả lại cho tôi. Trả đây. Vậy là chúng đang chơi game này à? Tiểu nhân à, tôi đã dùng tiền tối để mua nó đó. Im đi. Tiểu nhân. Máy tính, chuẩn bị món cao cao của Top Abba và máy để chơi game này cho ta. Thôi nào bố bố bôi, nhấn nút đi. Từ từ nào, chúng ta mới ngồi xuống thôi mà. Nè, các cháu đang làm gì vậy? Bọn cháu đang chơi game. Các cháu có thể ngồi chơi và giúp ông không vậy? Ông không thể về hết mấy thứ này cùng với Ochobot được đâu. Để đó cháu làm sao? Cháu đang chơi game mà. Ông là siêu nhân, ông thoát à? Chơi trong bao lâu? Chỉ 5 phút thôi không? 5 tiếng sao? Tấn công bà bôi, tấn công đi. Đỡ nè, con quái vật kia, hãy chịu chết đi. Ôi, cái lưng của tôi. Đánh đi, đánh đi. Nè. Nè, các cậu à, còn chơi hả? Nè, có mỗi ông với Ochobot là muốn gãy lưng rồi nè. Các cháu ra giúp một tay đi. Một chút nữa thôi ông. Một chút nữa hả? 5 phút nữa thôi mà ông. Phải rồi, lúc nãy cháu cũng nói như vậy. Sao cháu không chui vào game luôn đi? Ôi ông ơi, ông nói vậy là thật vậy đó. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Bố bôi bôi và gô bô tiến vào trò chơi rồi. Trời ơi, sao bị ông linh quá vậy? Bà, vậy là Adudu đứng sau chuyện này. Xin chào và chào mừng Bố Bố Bôi và Gopo. Chủ nhân muốn tiêu diệt các ngươi trong game này đó. Hả? Chúng ta làm gì đây? Chúng ta làm gì đây? Kế hoạch của ta sắp thành công rồi. Mình không cử động được. Tại sao vậy? Chúng ta phải giúp họ ông thoát. Hả? Ông cầm lấy. Ông phải làm gì đây? Chỉ cần nhấn cái nút thôi. Tấn công hắn rớp. Có chuyện gì vậy? Sao mình lại nhảy lên vậy? Sao chúng cử động được? Ông xem nè. Đau đó. Rớp, rút quân. Tương ảnh, chủ nhân muốn ta rút lui. Người nhắc trắng sẽ bị tiêu diệt trong trò chơi này. Mình nên làm gì đây? Bà bà bòi. Ủa? Ochobot. Hả? Ai vậy? Là mình nè. Hả? Các cậu đang bị nhốt trong trò chơi đó. Hả? Trong trò chơi sao? Làm sao để tụi mình thoát ra? Các ngươi phải thắng game này. Nếu không các ngươi sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt ở đây. Nè, ngươi nói với bọn chúng làm gì? Hắn hưởng thì tôi trả lời thôi. Ngươi thật là ngu ngốc mà. Ta sẽ quay lại, bố bố bôi à. Đuổi theo Prop đi, chúng ta phải thắng game này. Hả? Thắng trò này sao? Trời, game này siêu khó luôn. Đừng lo, mình sẽ điều khiển bố bố bôi. Ông Top A3 sẽ điều khiển cậu. Hả? Ông Top A3 sao? Đừng lo go bồ, cứ để cho ông. Ông cầm ngược rồi ông thoát. Mình chết chắc. Được rồi, hãy cùng chiến thắng trò này và mang chúng ra ngoài. Ở đây là gì? Nhảy đi ông, nhảy. Được rồi, nhảy. Không phải như vậy đâu ông Thó. Ôi, ông ơi, đừng có đánh lung tung nữa. Làm gì có, ông đã làm gì sao? Ông phải bấm nút này để nhảy. Chắc phải nói ông biết sớm chứ. Làm sao mà ông biết mấy cái công nghệ quỷ ma này? Chúng ta phải làm gì đây, Gobo? Phó mặc cho số phận, mình nghĩ vậy. Tuyệt vời. Cẩn thận ông Thoát, ông chỉ có một mạng thôi. Cẩn thận Ochobot, bắt con quái vật đấy đi. Già mà còn chơi game. Chủ nhân, hình như chúng càng chơi càng giỏi. Thiệt là tức chết mà. Ra lệnh cho Rob quay lại ngay. Tránh ra Ochobot. Ông sao vậy ông Thoát?
May mà không phải mình. Ha, ngươi không thoát được đâu, Brock. Lại mất một mạng nữa, nhận lấy. Ngươi xong rồi. Chúng ta làm gì nữa đây? Cháu biết rồi, bắn phía dưới bên trái. Hả? À, bắn phía dưới bên trái hả? Bắn phía dưới bên trái. Nữa đây, đỡ nè. Bắn phía dưới bên trái. Hey. Wow, được rồi, đánh lượt ông. Bắn phía dưới bên trái. Bắn phía dưới bên trái. Xin các bạn kéo biến hình. Cái gì? Xin chào. Đừng rúp lui, rúp lui. Ta sẽ trở lại bơ bơ bơi. Tuyệt vời. Kết thúc rồi. Chưa đâu ông ơi, chỉ mới là màn mở đầu thôi à. Cái gì? Ông Thốt, ông sao vậy? Ông không thể chơi được nữa. Trò này lòng ông bị đau tim chết mất. Ôi không. Sao không ai mua bánh quy của mình hết vậy? Các cậu, bánh quy của bạn ấy dở lắm. Ăn một cái là chết liền. Chắc chắn là cậu ấy nói quá lên rồi. Ôi trời ơi, bố ơi. Này, cậu có bao giờ ăn thử bánh quy của mình chưa? Có lẽ mình nên ăn thử một cái chứ. Gia Gia, Gia Gia, chờ một chút. Nhanh lên Gia Gia. Mở cửa ra. Có chuyện gì sao Autobot? Sao tự nhiên đứng yên rồi? Nó hư rồi hả? Không thưa chủ nhân, chúng đang tạm dừng trò chơi. Cái gì? Bo Bo Boy và Gobo bị hút vào trò chơi sao? Phải đấy, cháu phải chơi thay giùm ông. Ông không thể chơi tiếp được nữa. Nhưng cháu không được phép. Cháu có thể, đến ông còn chơi được mà. Cậu phải chơi thôi, giờ Gobo chỉ còn một mạng. Lỡ cháu phạm sai lầm thì sao? Ông có lòng tin ở cháu. Cậu đừng nổi giận nếu mình chơi kém nha. Cháu không nghĩ Gobo muốn cháu điều khiển cậu ấy đâu. Nó chỉ là trẻ con, nó có biết gì đâu chứ. Được rồi, bắt đầu chơi thôi. Mình chưa sẵn sàng mà. Này Gia Gia, mau lên, tấn công đám quái vật đó đi. Nè, sao mình lại bị giật lùi vậy? Nhưng mình không thể đánh chúng. Chúng sẽ bị đau. Ôi trời. Hình như cô bò bắt đầu sợ rồi. Máy tính, ép chúng đi lên phía trước đi. Dạ, thưa chủ nhân. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi không, mình tiêu rồi. Tha lỗi cho ta, quái vật thân mến. Sức mạnh của kẹo. Hey, hey. Tuyệt vời. Sức mạnh đi chứ. Đỡ lấy. Cột chống trời. Sức mạnh lốc xoáy. Đỡ lấy nè. Khoan hô, được thêm hai mạng nữa. Sao tự nhiên hắn giỏi vậy? Sao đột nhiên các cháu chơi giỏi vậy? Thật ra cháu đã chơi game này trước rồi ông Tóc. Hèn chi. Thank you.
Chào lũ ngu. Ngươi, lần này ta sẽ đá ngươi một trận nên thân. Không nhanh như vậy đâu. Biến nó thành siêu rap đi. Dạ, thưa chủ nhân. Hãy tận hưởng giây phút cuối cùng của ngươi đi, bò bò bôi. Lần này ngươi sẽ thua. Chuẩn bị tinh thần đi. Ha, ngươi mới là kẻ thua cuộc đó. Sao lại như vậy? Vì giờ bọn ta đã có Gia Gia. Đây, ông ơi. À, sao? Cháu phải dừng chơi thôi, ông Tất A Ba. Hả? À, dừng game on cho boss. Ồ, được rồi. Ha, chúng lại dừng nữa rồi. Sao cháu không chơi tiếp đi, Gia Gia? Mẹ chỉ cho cháu chơi 30 phút một ngày thôi. Vậy hả? Nhưng đây là tình huống sinh tử. Phải, cháu phải chơi tiếp Gia Gia à. Không có cháu thì làm sao mà thắng được. Không được đâu, mẹ sẽ mắng cháu. Phải, chị Gia. À, tôi hiểu rồi. À, tôi sẽ không để nó chơi lâu đâu mà. À, yên tâm. Ừ. À, tôi sẽ không để con bé chơi lâu đâu mà. À, tôi đồng ý. À, tôi biết rồi. Nhưng chỉ có Gia Gia mới cứu được cháu tôi và Gobo. Sao? Vậy cho cháu chơi tiếp nha. À, được rồi. 15 phút nữa thôi. À, cảm ơn chị Gia nha. Được rồi, mẹ cháu đồng ý rồi. Nhưng chỉ 15 phút nữa thôi đó. Hoan hô, chơi tiếp đi Octobot. Được rồi. Tấn công đi Rob. Tấn công, tấn công. Ngươi thật vô dụng. Vậy cuối cùng ta phải đích thân vào trận rồi. Máy tính, đưa ta vào game ngay đi. Dạ, thưa chủ nhân. À! Sao ngươi dám ném ta vào game vậy? Ờ, nhưng ngài bảo tôi đưa ngài vào mà. Lẽ ra không nên. Nè, Adudu, hãy thả bọn ta ra. Lần này chắc chắn ta sẽ tiêu diệt ngươi. Chờ đó, rớp siêu cấp khủng khiếp đây. Hả? Thắng ta lớn quá. Xin chào, ta là rớp siêu cấp khủng khiếp. Ta sẽ nghiền nát ngươi ra. Ôi con, mình không muốn chết, mình không muốn chết. Hả? Sao cháu dừng lại nữa? Nhưng cháu chưa bao giờ qua vòng này cả. Vậy phải làm sao đây? À, cháu nghĩ Jin đã từng đánh bại con boss này rồi. Mình gọi cậu ấy. Hả? Đi. À, được rồi, để ông gọi con bé cho. Hello. Ông đang tìm cháu hả? Ôi thôi, thánh thần yên kìa, ôi trời ơi. Đừng có làm như vậy nữa, tim ông chịu không nổi đâu. Xin lỗi ông Jin. Cậu phải giúp bọn mình chiến thắng trò chơi này. Hả? Trò gì vậy? Adudu đã nhốt Bobo Boy và Gobo vào game này rồi. Sao? Chúng ta phải thắng trò này để cứu bọn nó ra. Lại cái tên đầu vuông nữa. Đây, giờ đánh bại Adudu đi. Mình sẽ dạy cho hắn một bài học. Gia Gia, cậu sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. An toàn rồi. Bắn tay hắn đi, bắn đi. Sao ngươi dám? Hãy đỡ! Ồ, mình chỉ còn một mạng nữa thôi. Hả? Phải làm sao đây? Tấn công mất hắn đi. Mắt tôi! Mắt tôi! Phóng hết hỏa tiễn ra cho ta! Ôi không! Sức mạnh của cậu lên tới cực hạn rồi, Gia Gia. Đánh đi. Sức mạnh kẹo bí hình. Sao ngươi dám? Tới lượt Bo Bo
Bo-bo-boy vâng thông thành ba. Người nghĩ người có thể chạy đi đâu được chứ? Chúng tôi xin lỗi Bo-bo-boy. Máy tính, đưa ta ra khỏi đây ngay. Nhưng như vậy thì cũng sẽ khiến Bo-bo-boy và Gobo được giải thoát ra khỏi trận. Cứ làm đi. Dạ, thưa chủ nhân. Ông ơi. Ông ơi. À, giờ lại gọi là ông ơi hả? Học được bài học nào chưa? Ôi trời, Bo-bo-boy, ôi trời. Ha, cái gì mà ôi trời? Cháu cũng có tội lớn lắm đó. Cháu xin lỗi ông. Sau chuyện này cháu hứa sẽ nghe lời ông nhiều hơn. Ừ. Phải, lần sau nhớ học theo mình. Phải, 30 phút một ngày thôi. 30 phút không đủ chơi xong game Babazola đâu. Sao tên thường dân như ngươi lại dám gọi ta bằng tên hả? Babazola. From the farthest reaches of outer space lies an evil plan. They're racing across the universe for an energy source. Heroes of the world, heroes all unite. They defend the Earth. They defend the Earth. Aliens invading Earth for cocoa beans. Prowl throughout the galaxy. They're coming soon, they're coming fast. I don't know if we can last. So we all need a savior to defend our planet Earth. Ở tập trước, chúng nhờ tôi chơi trò chơi điện tử để cứu Bo-bo-boy và Gobo. Trong số bao nhiêu người chúng nhờ ông già này chơi game là sao không biết nữa. Cũng may là chúng ta thắng. Và một lần nữa, Babazola lại đột nhiên xuất hiện trong phòng khách. Hey. À, có thật chú là Babazola không? Ta không nói gì ngoài sự thật, ta là Babazola. Kẻ thù của tội ác tình yêu công lý. Hả? Sao ngươi biết được bí mật của ta vậy hả? Chuyện này có gì đâu mà bí mật. Tuần nào chứ cũng làm y vậy hết nha. Ha! Còn ngươi là ai? Bạn hay là kẻ thù? Trả lời ta ngay. Ba. Cháu là Gobo, trợ lý lớp trưởng lớp 4, fan hâm mộ số 1 của Babazola. Fan hâm mộ số 1 à? À... sao lại xảy ra chuyện này? Chắc là ông ta đã thoát ra cùng với chúng. Mắt con người đúng là có phát ra công lý. Đúng vậy. Nhưng nói xem, nếu ngươi thật sự hâm mộ ta như vậy thì trả lời câu hỏi này của ta đi. Tại sao ta lại đeo thắt lưng này cùng với huy hiệu giấy phép chữ B? Giấy phép chữ B nhắc bà nhớ rằng công lý không cần phải có giấy phép mới được thực thi. Ha.
đúng rồi. Giỏi lắm nhóc con, giỏi lắm. Hả? Mình không thể tin được. Yeah. Làm ơn hãy nhận cháu làm đồ đệ đi bà. Trời ơi. Được thôi, nhưng trước hết, ta có một nhiệm vụ quan trọng cho cậu chàng trai trẻ à. Bất cứ nhiệm vụ gì chú ba, cháu sẽ hy sinh mọi thứ vì chú mà. Anh như là cái tivi này được không? Nè, đó là cái tivi của ông mà. Không cần phải như vậy, công lý không cần tivi. Vậy chứ công lý chú cần cái gì? Công lý cần có một phần cơm chiên trứng ấp lai chỉ đáng một mặt thôi. Sao? Cơm chiên hả? Sao? Sao ngươi có thể thoát ra? Làm sao ta biết? Ta là người phải hỏi câu đó, không phải là ngươi. Ngươi tôn trọng chủ nhân ta một chút được không? Hả? Hắn là chủ nhân của ngươi sao? Không thể nào. Nè, cậu muốn ta bắn người trước khi ngươi nói ra không hả? Xin lỗi chủ nhân. Đúng rồi đó. Những kẻ cùng phe phản vậy thì không nên đánh nhau. Đúng rồi. Ta có nhiệm vụ cho ngươi đây. Nhiệm vụ à? Nhiệm vụ gì thưa chủ nhân? Ta muốn ngươi tiêu diệt Bobo Boy. Bobo Boy? Hả? Còn tôi thì sao? Tôi không có nhiệm vụ gì hết à? Có chứ. Đi kiếm cho ta một ly nước đi. Như vậy tôi sao? Tôi chỉ là phục vụ à? Vậy chính xác Bobo Boy là đứa nào? Bobo Boy là một thằng nhóc chuyên phá hoại kế hoạch của ta. Hắn là một kẻ rất khó chịu. Ngươi có biết hắn là... Hả? Sao ta đang nói mà ngươi lại ngủ vậy? Tỉnh lại! Nè, tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy cho ta! Có chuyện gì vậy thưa chủ nhân? Chuyện gì hả? Ngươi không thấy hắn ngủ à? Hắn cũng giống chủ nhân, vì hắn là quái vật say ngủ mà. Làm sao mà đánh thức hắn đây? Tôi biết rồi. Tôi có nhìn thấy Babazula đánh bại hắn trong tập 3. Tập đó hay lắm luôn á. Đủ rồi, kêu hắn dậy ngay. Dạ, thưa chủ nhân. Thầy tới rồi, thầy tới rồi. Cái gì? Đứng dậy. Em xin chào thầy. Cái con này là niềm hy vọng duy nhất đánh bại Bobo Boy sao? Thật là buồn. Đủ rồi, chuẩn bị tấn công Bobo Boy đi. Tốt lắm, món này ngon quá, khẩu phần cũng nhiều nữa. Cậu muốn ở đâu vậy? Là cháu tự làm đó. Hả? Ngươi làm sao? Hãy xem này. Biến thành cơm rang nào. Cơm. Hả? Ngươi bắt ta ăn dép hả? Ủa có gì sai hả chú? Không chỉ quá sai mà là vô đạo đức đó, có biết không hả? Ngươi tiêu với Gobo rồi. Mày cho ngươi đó. Ta vừa sành điệu vừa tử tế. Nếu không thì ta đã trừng phạt nhà ngươi rồi. Xin lỗi ba, cháu hứa sẽ không làm thế nữa. Đây, bánh của cháu ngon hơn nhiều. Có thật không vậy? Đừng có ăn cái bánh đó mà chú ba, đừng có ăn. Chuyện này nghĩa là sao? Người bắt ta ăn dép của nhà ngươi, và bây giờ ngươi lại bảo ta không được ăn cái bánh xinh đẹp này là thế nào đây hả nhóc con kia? Nó chỉ đẹp ở bên ngoài thôi, đừng để bị lừa. Dạ phải, chú ăn vào là xỉu đó. Ngất à. Cô gái à, công lý thì không bao giờ ngất được đâu. Chú thấy thế nào? Cứ như là giấy nhám vậy. Sư phụ hả? Tỉnh dậy đi sư phụ. Tuyệt vời. Nè, sao cậu lại bắt sư phụ của mình ăn cái bánh của cậu vậy? Nhưng chú ấy nói đói mà, nên mình cho chú ấy cái bánh quy thôi. Vậy là sai sao? Không chỉ sai đâu, mà là vô đạo đức. Cậu cũng đâu hơn gì, cậu bắt chú ấy ăn dép mà. Nè, dép của mình còn đỡ hơn mấy cái bánh của cậu đó nha. Hả? Cậu vừa nói gì về bánh quy của mình? Này, đừng có cãi nhau nữa. Hả? Chúng ta làm gì đây? Babazola ngốc rồi. Nè, Bobo Boy. Hả? Ra đây ngay. Nghe như là giọng của Adudu. Ta có một món quà dành cho ngươi đây. Quà sao? Chúng ta đâu có mang theo quà thưa chủ nhân. Cái thằng ngốc này
quái vật say ngủ là món quà đó. Tôi hiểu ý ngài rồi. Ra đây Boba Boy. Sợ rồi à? Sợ sao? Sao tao phải sợ ngươi chứ? Ngươi muốn biết tại sao à? Vì cái này đây. Hãy xem đây, quái vật say ngủ. Ta thấy giống quái vật hộp hơn đó. Hả? Hộp sao? Đó. Quà cho ngươi đây, bố bố bôi. Cái gì? Cho ta ra khỏi đây. Ngươi gói quái vật say ngủ lại à? Phải, đây là giấy gói đó chủ nhân à. Thằng điên này, sao ngươi lại gói hắn lại vậy? Ngu quá. Nhưng chủ nhân nói hắn là quà mà. Dễ thương quá đúng không? Cứ như quái vật Ribbon vậy. Sao ngươi dám gọi ta như vậy hả? Ngươi nghĩ ta là ai hả? Đó là quái vật say ngủ từ chương trình của Babazola. Có lẽ là hắn ta bước ra từ trong game. Ôi không, Babazola vẫn chưa tỉnh, chúng ta phải làm sao? Mau tóm lấy chúng. Ông ơi, tỉnh dậy đi ông. Nè, ngươi đã làm gì họ vậy hả? Ngủ đi nào. Ông và Autobot bị dính sóng gây ngủ rồi. Kẻ nào tiếp theo đây? Hana, tường trái đất. Cú đấm siêu thanh. Hàng rau ngủ. Nhận lấy này. Ôi không, đừng mà Hana. Tiếp đi, đây nè. Quá ngầu. Giỏi lắm quái vật say ngủ. Giỏi lắm. Buồn ngủ rồi phải không? Nhận lấy. Cú đá tốc độ 1000. Nó sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Đồ xấu xa, ngươi sẽ phải trả giá. Nè, Gia, cậu mau tỉnh dậy đi. Ngươi sẽ phải đánh bại ta trước. Nè, ngươi đã thua rồi mà. Ta thua sao? Ngươi nằm mơ à? Con thằng lằn ngạo mạn. Ngươi dám gọi ta là thằng lằn? Hãy nhận cú tấn công bong bóng mơ của ta đây. Mau giúp cho quái vật say ngủ ngay. Rõ tôi chủ nhân. Nè cái chậm chạp. Cú đấm siêu. Tấn công bằng tiêu đâu. Ôi không. Ôi không, mọi người bị nhốt trong bong bóng rồi. Mình muốn đôi giày đó. Ơi, cậu ấy ngủ mớ nữa kìa. Tấn công tiếp cho ta. Đánh lượt ngươi rồi. Tấn công bong bóng mơ. Cậu làm gì đi có bộ. Biến đổi tất cả chúng nào. Nè, nó nhiều quá. Cậu đừng lo, tấn công lốc xoay. Cái gì vậy? Tuyệt vời. Dậy đi chủ nhân, dậy đi. Chuyện gì vậy? Sao ta có cảm giác giống như bị đụng xe vậy? Chú đã ngất xỉu sau khi ăn bánh quy của Gia. Ngất à? Quá là tào lao. Không thể nào, ta chỉ ngủ có một chút thôi mà.
Hả? Sao? Các cậu không tin ta? Chú cứ thừa nhận đi mà. Ta ngất đó. Nhưng mà đừng có nói cho ai biết nghe chưa. Ta có chút ít tiền cho ngươi nè. Không phải bây giờ, còn chuyện cấp bách hơn nữa kìa. Là chuyện gì vậy? Nói ta nghe nào. Bọn cháu đang bị... Ta biết rồi. Hả? Vậy là chú biết bọn cháu vừa bị quái vật say ngủ tấn công hả? Sao? Cậu bị quái vật say ngủ tấn công à? Cháu tưởng chú biết rồi chứ. Ta biết là thuế đường phố của ta sắp hết hạn rồi. Ta không nhận ra cái này. Cho ta chút thông tin đi nào. Chuyện là thế này. Quái vật ngủ đến đây cùng... Tê xét. Yeah. Yeah. Ha. Yeah. Ha. Ha. Cái này khó đây. Khó sao? Chúng ta phải làm gì đây? Ta nói khó chứ không phải là không thể. Đúng rồi đó chủ nhân. Việc chúng ta cần làm là tìm cách đi vào mấy quả bong bóng mơ kia. Để làm gì? Tất cả bọn họ đều bị hút vào giấc mơ của quái vật say ngủ rồi. Hả? Sao? Hút vào trong sao? Phải. Nên là cách duy nhất đánh thức bọn họ là phải vào giấc mơ của con quái vật say ngủ đó và kêu bọn họ dậy, họ mới tỉnh lại được. Nhưng mà chúng ta ở bên ngoài quả bóng. Phải, cháu đã biến chúng thành bánh rán rồi. Người nói món rán sao? Cũng không tệ chút nào. Nè, tao muốn biết bọn chúng trở lại thành bong bóng mơ lần nữa coi nào. Nhưng mà cháu có thể biến đồ vật thành thức ăn, không phải ngược lại. Dạ phải, cậu ấy chưa bao giờ làm chuyện đó. Hả? Có nhìn thấy hòn đá này không? Cứ coi như đây là một trong những cái cớ đi. Ha! Giờ nó đã bay đến một nơi tốt hơn rồi. Ta cần các người mang chúng trở lại đây cho ta nhanh nào. Làm đi Gobo. Nè nhanh lên. Được rồi. Yeah, yeah. Nữa nào. Yeah. Nữa nào. Yeah. Nữa nào. Cháu không làm được. Bỏ cuộc à? Người bốn bạn của ngươi và ông già kia chìm trong giấc ngủ đã mãi mãi hay sao? Không, nhưng mà... Vậy thì không nhân vậy gì cả. Cháu phải thật sự sợ hãi mới có được sức mạnh chú ơi. Thật vậy sao? Nếu như vậy thì hãy theo ta đến một nơi đáng sợ nhất trên thế giới nào. Đó là nơi nào vậy? Cứ đi theo thôi. Nó cách đây bao xa? Cũng không xa lắm. Ta nhớ là cỡ 5 ngày thôi. Năm ngày hả? Quái vật. Ta sẽ ăn thịt ngươi. Được rồi sư phụ ơi. Sợ ghê luôn á. Các người không sợ à? Nói như vậy thì ta đành phải đưa ra một thử thách khác. Hả? Thử thách là gì vậy? Là một bài kiểm tra môn toán đó. Toán hả? Không! Kiểm tra từng câu trả lời nha, Gobo. Hết giờ rồi, đưa cho tao. Ôi không, chết mình rồi. Mình chưa còn lại đáp án câu hỏi số 35 nữa. Bây giờ, kết quả kiểm tra đang nằm trong tay của ta đây. Mình được bao nhiêu? A, B hay là C? Cái gì vậy? Trời ơi, mình tiêu rồi. Đã sợ chưa? Tất nhiên là sợ rồi sư phụ à. Hay quá. Bây giờ hãy mau biến những cái bánh rán này thành bong bóng mơ một lần nữa cho ta xem nào. Cháu làm được. Đừng có hỏi nhiều nữa. Biến đổi chúng đi nào. Đảo nghịch biến đổi. Mình làm được rồi. Mình làm được rồi, bố bôi ơi. Hay quá, tuyệt vời. Giỏi lắm chàng trai, giỏi lắm. Nhưng bài kiểm tra của cậu chỉ được có điểm C mà thôi. C hả? Vậy là tốt rồi. Tốt sao? Đạt điểm C mà là tốt hả? Nghe đây Gobo, hứa với ta là từ bài kiểm tra này cậu phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đã rõ. Cứ nghĩ tảng đá này là kết quả của bài kiểm tra toán khủng khiếp kia. Hay à. Giờ thì điểm kiểm tra toán kia đã biến mất luôn rồi. Tuyệt vời. Cậu sẽ không đạt điểm A nếu ném đá đâu. Ui trời ơi. Được rồi, mình sẽ lo học.
Đủ rồi, quan trọng là Gobble đã xoay sở biến mớ đồ bánh rán kia thành bong bóng mơ trở lại. Được rồi, bây giờ nhảy vào thế giới mơ thôi. Yeah. Hả? Bọn ngốc các ngươi làm gì ở đây vậy? Bọn ta ở đây làm gì hả? Đương nhiên là để cứu bọn họ rồi. Cứu bọn này sao? Cái gì? Cái tên có cái đầu kỳ cục kia là ai vậy? Hắn là Arudu đó chú, người ngoài hành tinh. Papa, em là Rốt, em rất là hâm mộ anh. Hâm mộ sao? Người muốn ta ký ở đâu đây? Nè, mày bị điên rồi hả? Người mau thả họ ra. Người phải đánh bại quái vật gây ngủ trước đã. Để nó cho mình sẽ biến nó thành bánh kẹp cho coi. Đằng kia. Ta đang muốn ăn bánh kẹp đây, để ta kéo người đi luôn. Không thể nào. Này, tên mặt thằng lằn kia. Sao? Sao người dám gọi ta là thằng lằn hả? Lửa người nào mà cùng kích cỡ đó. Như ta này, Baba Zula. Xem cho kỹ nào. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi vì ngươi cao to sao? Đây là giấc mơ của ta, không ai có thể. Nói như vậy đủ rồi. Chúng ta sẽ chiến đấu và làm bạn tốt mãi mãi. Bạn tốt? Chúng ta sẽ làm bạn tốt sau khi ta đặt một dấu chấm hết vào mặt của ngươi. Tấn công nào. Khoan, đừng đánh nhau nữa mà. Hả? Các ngươi để làm gì hả? Chúng tôi Ê Gobble, chúng ta định làm gì vậy hả? Nói ngay, nếu không ta sẽ ăn thịt các ngươi ngay. À, mình biết rồi. Hay là chúng ta thách quái vật gây ngủ trên cờ đam đi. Hả? Cờ đam sao? Phải, là cờ đam. Vì có hai loại thách thức mà hắn không bao giờ cưỡng lại được. Một là đừng thách hắn ngủ khi đang học. Hai là đừng thách hắn chơi cờ đam. Làm sao ngươi biết chuyện đó vậy? Chú Baba Zola có nói trong tập 12. Ngươi xem tập đó rồi sao? Ngươi xem ở đâu vậy? Ta mua đĩa gốc mà. Cho ta mượn được không? Ngươi làm sao vậy hả? Tuyệt vời. Chơi cờ đam cũng được, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Tất cả các ngươi phải là những quân cờ. Ôi không. And are you?
vừa rồi, bọn xấu đã tấn công cậu bé có cái nón kỳ lạ và những người bạn của cậu ấy. Tất cả chúng tôi đều bị nhốt vào trong bong bóng mờ của quái vật ngủ say. Và bà đã phải cuốn vào một trong những trò chơi nguy hiểm. Trò chơi cờ đam. Ôi không. Ôi tại sao bộ ta phải làm quân cờ chứ? Không nên, không nên. Ôi không, sao chuyện lại như vậy? Ta chưa từng chơi cờ đam bao giờ hết. Hả? Chú nói chưa từng chơi là sao? Vậy sao lại đi thách hắn chơi cờ? Đủ rồi, nói nhiều quá. Bắt đầu nào. Được thôi. Hả? Sao ngươi lại di chuyển ta? Nè, ngươi đã làm gì vậy? Đó là quân cờ của ta mà. Hả? Ý ngươi là sao? Tao thật xấu hổ. Xấu hổ quá. Ta chỉ muốn làm cho đầu óc của ngươi bị phân tán thôi mà. Đây, ta sẽ di chuyển con mã. Chú ấy không phải chơi tệ, mà là quá tệ. Chuyện này sẽ dễ như ăn bánh thôi. Ngươi đã bao giờ chơi cờ đam chưa vậy hả? Không phải nó cũng giống với cờ vừa hay sao? Dĩ nhiên là không. Không phải à. Vậy ngươi chỉ cho ta được không vậy? Ngu gì chỉ. Như vậy sẽ dễ hơn đó. Dù cho hắn có biết thì hắn cũng không thể nào đánh bại được ta đâu. Ta đang giữ chức vô địch giải cờ đam quái vật 5 lần liên tiếp đây nè. Quái vật cũng chơi cờ sao? Chứ còn gì nữa. Ngươi nghĩ bọn ta sẽ làm gì khi không đánh bại Baba Zola hả? Đúng rồi, ta đang trông chờ để trả thù đây. Vòng 33 giờ sẽ dễ với ta rồi. Vòng 33 sao? Bắt đầu trò chơi thôi. Bây giờ ngươi hiểu chưa? Dễ thôi mà. Ngươi sẽ sớm bị đánh bại dưới bàn tay của ta thôi. Một tên ngốc cao ngạo. Ngươi nghĩ có thể đánh bại được nhà vô địch 5 lần liên tiếp à? Giống nhà vô địch của những kẻ xấu xí nhất trong đám quái vậy. Chúng ta sẽ có một trận đấu 3 ván. Đúng là quá bắt nạt. Ai thắng 3 trong 2 sẽ là người chiến thắng. Ngươi sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Tim ta bắt đầu đập cho sự vẻ vang của trận chiến. Hãy bắt đầu lên nào. Được rồi, ngươi bắt đầu trước đi. Hả? Ta sao? Được thôi, ta không muốn nghe bất kỳ lời cằm rằm nào nếu như người thua đó. Ngươi sẽ phải hối hận khi để chủ nhân ta đi trước. Chúng ta tiêu rồi. Ai tiêu chứ? Ta vẫn còn một quân cờ mà. Được rồi. Ngươi chui ngay vào bẫy của ta rồi. Quân cờ của ta đã ra đi và ta là người chiến thắng. Nè, ý ngươi là sao? Ta mất hết quân cờ rồi, ta là nhà vô địch chứ sao nữa? Đồ ngốc, đâu có phải như vậy. Mất hết quân cờ nghĩa là ngươi thua đó. Chú ấy vẫn chưa hiểu ra. Ván vật say ngẫu, thắng ván đầu tiên. Nếu các người thua thêm một trận nữa, tất cả sẽ bị nhốt trong bong bóng mãi mãi. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng ta sẽ chết chắc luôn. Chúng ta phải rời khỏi đây. Thả bọn ta ra. Nỗ lực tuyệt vọng, thật là tội nghiệp. Ngươi chỉ có thể di chuyển khi nào ta muốn thôi. Ngươi cũng sẽ không thoát được đâu. Xảy ra chuyện gì vậy? Hả? Ông có sao không? Nè, thả ông của ta ra. Nhưng dĩ nhiên. Hả? Thật sao? Thật chứ, chỉ khi nào ai đó thay thế cho Baba Zola và đánh bại được ta. Con thằng lằn kia, đang chơi không được thay người đâu nha. Với lại ta vẫn có thể thắng ngươi. Ta chỉ để cho ngươi thắng trước một ván thôi. Vẫn còn 2 ván nữa mà. Hả? 2 ván nữa sao? 2 ván cờ lần đó ông. Bọn cháu hết quái vật cây ngủ chơi cờ, tưởng là chúng ta có thể giành được đĩa bạc. Nhưng rốt cuộc lại bị thua bọn thật đó. Cờ đam hả? Để ta chơi thay cho Baba Zola. Ông có chắc không? Ông có biết chơi trò này không? Dĩ nhiên là ông biết rồi. Tốt, người thay đi. Hắn không xứng đáng làm đối thủ của ta gì cả. Ngươi không quan tâm tới cái mạng của nhà ngươi à? Im lặng, tới lượt ông. Ông già. Cảm ơn rất nhiều. Huh?
cho ta vài phút được không? Được rồi, thích thì chịu. Nhìn hắn có vẻ thông minh hơn vẻ bề ngoài. Nếu mình đi qua đây, hắn sẽ ăn ngay. Nếu mình đi qua đây, hắn cũng sẽ ăn luôn. Được rồi, phải dùng mồi thôi. Cứ để hắn ăn thử một quân, sau đó thì... Ông ơi, ông đừng có nói to vậy. Mọi người nghe hết đó. Hả? Ông vừa nói to lắm hả? Chiến thuật của ngươi không còn là bí mật nữa rồi, ông già. Không thành vấn đề. Chỉ là thay đổi kế hoạch một chút thôi. Ông để à, ta thử hắn. Ông lại nói to quá đúng không? Đây. Chuyện gì đây? Gia Gia tỉnh rồi kìa. Tóm ngươi rồi. Đây, cầm lấy. Cầm cái gì? Ta là rốt siêu đẳng. Hắn thành vua rồi. Ăn nè. Cả hai đều ngon. Ui, đưa cháu trở lại đi ông, đưa cháu trở lại đây. Thư giãn đi Gomo, cháu phải xem cái này trước đã. Chuyển đổi thức ăn. Có chuyện gì vậy? Làm ơn biến ta trở lại đi. Thấy sao hả? Có phải đã tóm được rốt siêu đẳng không? Trên đầu của ngươi cũng được lắm đó ông già. Ấn tượng đó. Ngươi khá gần với trình độ của ta. Ngươi nói nhiều quá. Chết đi. Nhanh lên ông, bắt lấy Adudu. Bắt ta sao? Quái vật gây ngủ biến ta thành vua Adudu siêu đẳng, để ta tiêu diệt Bobo Boy đang chết kia. Nâng cấp. Các người xem đây, Adudu siêu đẳng biến đổi chân ta. Cái đầu quá là dài luôn. Hả? Sao lại để chuyện này xảy ra vậy? Tuyệt vời. Phải bắt lấy thôi. Cú hít ban đầu. Wow. Có lẽ ta nên chấp ngươi đi trước. Trời ơi, chúng ta làm gì đây? Hắn đã có Adudu siêu đẳng rồi. Dọn hết cái gì còn lại đi. Nhận lấy hết tất cả. Tuyệt vời, mình siêu tuyệt vời mà. Hả? Xin chào. Ôi không, bị cài bẫy rồi. Tia xét. Bây giờ tới lượt ngươi kìa. Ôi. Không thể nào. Biết rồi à. Đây, để ta giúp cho. Hạ đi. Bước đi chiến thắng. Chúng ta thắng rồi. Phải, tuyệt vời. Ta mà chơi thì chúng ta đã thắng nhanh hơn rồi. Mà thôi, chúc mừng cho ông Top A3. Ván thứ hai phần thắng thuộc về Top A3. Chúc mừng. Top A3 đã chiến thắng trong ván thứ hai. Đừng vội ăn mừng, ngươi phải thắng được 2 trong 3 ván kìa. Ta sẽ dùng bước đi bí mật, siêu bí mật của ta để hạ ngươi. Chuẩn bị tinh thần đi. Chuẩn bị rồi, đang đợi ngươi đây. Tự tin đó. Hãy đợi đấy. Khoan, sao có tới 3 rốt siêu đẳng lận? Chắc là hắn sẽ chơi gian lận. Có thể là hắn thấy sợ. Sao? Rồi. Ta mà sợ hả? Vậy hả? Nếu như ngươi không sợ thì tại sao lại có tới 3 quân thành vua? 3 sao? Mình thấy 4 lần mà. Bộ cậu không thấy cái đầu hộp nhô ra sao?
Cậu nói đúng, sao lại xảy ra chuyện này? Ta không quan tâm, đây là giấc mơ của ta, ta muốn làm gì thì làm. Vậy là ngươi đã gian lận. Được rồi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội nữa đâu. Cơ với cha hội, ta đã có được 4 vua, ngươi nghĩ ta sẽ thua ngươi à? Các cậu, vậy là không công bằng. Ai mà thèm quan tâm chứ, miễn sao chúng ta thắng mà thôi. Các ngươi đúng là kẻ đầu đất. Nè, khoan khoan, các ngươi có nghe được giọng kẻ thua cuộc lắm nhảm không vậy? Ngươi bà hòa quá đó. Tới lượt ngươi kìa. Tấn công rồng cam. Ngươi hãy bình tĩnh đi. Nhìn ông của ta kìa, rất là thư giãn. Tấn công con gà tròn. Bắt chước đại thôi mà. Sao mình nhìn thấy họ giống nhau quá vậy, không biết nữa. Hả? Chứ không phải là khỉ sao? Cậu ấy dùng sai thành ngữ rồi. Tư thế rồng đó. Đó là một quyết định sai lầm. Tấn công rồng hai đầu. Ôi không. Dạ dạ. Gà mà trở với rồng, dĩ nhiên rồng sẽ thắng. Đừng dại mà cá cược. Hãy nhìn đi. Tấn công gà chua ngọt. Mùi vị giận dữ. Mùi vị chịu đựng. Và mùi vị thất bại. Sao? Không thể nào. Ngon đúng không? Sao ta có thể để xảy ra chuyện đó được chứ? Ta đã có 4 vua cầu vua lần mà. Một sai lầm nghiêm trọng. Lẽ ra ngươi phải rút kinh nghiệm trước ta mới phải chứ. Không phải chính ta đã dạy cho ngươi trước hay sao? Cái đó không tính. Sao lại không tính chứ? Trời ơi, thế giới giấc mơ đã tan tành. Con thằng lằn chắc đã làm gì đó rồi. Đủ rồi, tóm toàn bộ quân cầu của hắn đi. Tấn công rồng lễ hội. Tấn công rất siêu đẳng. Kỳ nghỉ kết thúc rồi. Quân cờ gió cầm nghèo khổ. Làm việc cả ngày, cuối cùng cũng kiếm được đủ xoài. Ủa, bộ không phải là đủ xài sao? Ta còn thua gì nữa. Sao mọi thứ lại rung chuyển vậy? Chúng ta phải đánh bại hắn nhanh lên trước khi quá muộn. Tư thế vua rồng bí mật. Tấn công gà ghiền. Sao? Người gian lận, đồ gian lận. Rồng, rồng. Tấn công rồng gì cũng được. Nhận lấy đây. Miễn là ta còn ở đây thì còn cơ hội chiến thắng. Sao ngươi lại vội mượn khi đứng trong bẫy của ta vậy? Hả? Bẫy nào? Tấn công móng vuốt ra. Tiêu diệt hắn. Cứu cầu tất cả. Đúng vậy. Ngươi đã thua rồi. Không thể nào. Chân của ta. Chủ nhân. Sao ngươi lại quất cả ta nữa? Ngươi là đồ vô dụng. Ngươi không chỉ là kẻ gian lận, ngươi là kẻ thua cuộc thảm hại. Im lặng. Sống ghê ngủ. Sao lại có luôn cả ta vậy? Thật là xấu hổ quá. Sư phụ ơi. Rác rưởi. Tia sét ra tay. Đòn tấn công yếu đuối của người không có tác dụng với ta đâu. Sao? Muốn nói lời từ biệt trước khi ta hủy diệt tất cả mọi người à? Làm đi, làm đi. Dạ, con nghe sư phụ ơi. Ánh sáng sắp tắt rồi.
Làm ơn đừng bỏ con lại một mình mà. Làm ơn đi. Hãy nhớ lời của ta, đồ đệ, tiêu diệt bọn xấu xa, nâng cao lá cờ công lý. Đừng để bản thân bị mù quáng, bị lừa dối bởi những tên. Nè, xong chưa vậy? Sao còn chưa chết nữa? Đây, ta muốn ngươi có cái này. Cầm lấy, đây là thắt lưng của ta để lại cho ngươi, và dạy cho con thằng lằn khổng lồ kia một bài học. Nhưng mà sư phụ sẽ mất đi siêu năng lực của mình mãi mãi đó. Siêu năng lực của ta có thể bị mất, nhưng công lý sẽ luôn ở bên ta cho tới phút cuối cùng. Người đã đi quá xa rồi. Quái vật gây ngủ, sức mạnh khoa tán cực đại. Ta sẽ trừng phạt ngươi vì công lý và sư phụ của ta. Wow, tuyệt vời quá cố bộ. Đợi một chút đã. Cậu đi trước rồi tóm hắn được không, Bo Bo Boy? Tại sao mình phải làm việc này? Mình không nghĩ là mình sẽ chiến thắng. Lại lẻo mép. Thôi nào, đưa cho mình sức mạnh quách đại. Hey! Sống gây ngủ. Tia sét tấn công. Ta có thể nhìn thấy mọi nước đi của ngươi. Tất cả sao? Nhưng ngươi chưa thấy cái này đâu. Tấn công tích tắc. Đồng hồ kiểu gì vậy? Cho ta hả? Nhìn vào quan sát cho rõ đây. Tích tắc, tích tắc. Tích tắc, Bo Bo Boy. Tích tắc, tích tắc. Tích tắc, tích tắc. Tích tắc, tích tắc. Tích tắc, tích tắc. Ta sẽ làm mọi thứ mà ngươi yêu cầu. Tích tắc, tích tắc. Tích tắc, Bo Bo Boy. Tích tắc, tích tắc. Ngươi sắp ngủ rồi. Chuyện gì vậy? Ngươi sắp ngủ rồi. Buồn ngủ. Hôm qua ngươi đã làm việc tới 4 giờ sáng mà. Khoan đã, ta vẫn còn là con nít, sao đi làm việc được? Không thể nào. Bo Bo Boy, sức mạnh phân thân làm ba. Bo Bo Boy, tấn công tàn lượng. Khoan, đợi đã. Cú mốc lông xoay. Thả ta xuống, thả ta xuống đi. Cột chống trời. Đập nào, đập nào. Sấm sét Bo Bo Boy. Ta tỉnh rồi. Vậy chắc là Bo Bo Boy đã thắng. Dạ dạ, Jin, các cậu đâu rồi? Cứu đập ban lực, cứu đá chớp ngắn. Biến đổi thành bánh răng chuối nào. Cứu bơi. Cái gậy nó tiết ra tay. Sư phụ, sao người vẫn còn sống sót vậy? Dĩ nhiên là còn sống chứ. Cứ tưởng sư phụ không chịu được lâu chứ. Phải, không lâu trước khi tan gất, chứ đâu phải là ta chết. Ôi, cái chân vẫn còn đau đây nè. Đừng như con nít vậy chứ, chỉ trầy một chút thôi mà. Sao, ngươi từng bị như vậy rồi à, phải không hả? Làm sao ta biết được, ta làm gì có chân. Vậy thôi bỏ đi. Hả? Nè, Bo Bo Boy đâu rồi? Tránh ra, tránh ra một bên đi. Ta sẽ dùng sức mạnh của mình. Nhanh lên, hai đu đu và Brock đã trốn rồi. Cố lên. Chắc là chúng ta cách chung mấy trăm dặm rồi. Phải, tới nút thoát ra rồi.
Sao người lại thoát ra ở đây vậy? Xin lỗi chủ nhân.